chào mừng các bạn đã trở lại với kênh bitcoin hôm nay admin sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn nhận hồng bao btc đến từ get ờ, và hiện tại thì có 741 bao btc uh, trong thủy hiện tại đang được phát ra uh, dĩ nhiên là uh, cái video này sẽ dành cho tất cả uh, các bạn để nhận btc ở trên get trong tương lai uh, ở trong thời điểm này thì uh, chúng ta tạm thời sử dụng cái code ở phía dưới video nhưng sau này thì tất cả mọi cái hông bao lì xì thì HB sẽ chia sẻ cho các bạn ở trên một ở trên từng nhà của mình hai là các bạn có thể nhận được hông bao lì xì thông qua các bạn có thể xem theo dõi trên fanpage chúng ta nếu như hông bao lì xì của ghế thì HB sẽ xếp trên đây đó hoặc là tất cả những cái thông tin cụ thể đấy Ờ, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng uh, đến với hướng dẫn để các bạn nhận được không bao xì đến từ sàn gate io uh, Gate là một cái sàn khá là lớn và một trong sàn top ở thời điểm hiện tại uh, gate đang có một cái chương trình phát thưởng bao xì với mã là uh, wakichen Um, và có thể trong tương lai sẽ có những cái mã khác thì mình sẽ liên tục cập nhật cho các bạn. Trước tiên là video hướng dẫn các bạn cách nhận thưởng ban DC. Để nhận thưởng ban DC, đầu tiên các bạn cần phải có một tài khoản trên sàn Gate. Uh, admin vẫn chưa rõ có cần phải KYC sàn hay không. Nhưng nếu như cần KYC thì admin sẽ ghi ở dưới phía phần mô tả. Còn đối với hầu hết các sàn dịch thì admin đều có tài khoản full KYC. Uh, sau khi các bạn đã có tài khoản trên sàn Gate rồi thì chúng ta sẽ tiến hành tải các bạn sẽ vào link phía dưới phần mô tả video các bạn tải một trong các ứng dụng ở đây. Ờ, chúng ta có các phiên bản cho iPhone chúng ta chỉ cần ấn vào chữ iPhone này thì nó sẽ ra cái phiên bản dành cho iPhone nhé. Và nếu các bạn dùng Android chúng ta sẽ ấn vào nút Android. Đấy nó sẽ ra phiên bản dành cho Android. Đấy. Còn các hệ hành khác thì tí các bạn đấy, các bạn có thể có cả trên máy tính này, Windows và Mac OS đấy. Sau khi các bạn đã tải dụng về rồi thì chúng ta sẽ mở ứng dụng ra và tiến hành đăng nhập cái giao diện của các bạn thấy uh, như ở đây và các bạn chú ý ở đây thì sẽ không hiện cho chúng ta cái phần để chúng ta có thể chuyển đổi thì chúng ta sẽ ấn vào cái nút ở đây này các bạn thấy không đây chúng ta sẽ kéo cái màn hình sang ở cái vị trí này nhá cái vị trí mà như con chuột của mình là mình các bạn kéo màn hình sang này kéo sang một phát Đấy chưa là. kéo sang này kéo sang này đó các bạn hiểu chưa đấy đây mình sẽ thao tác lại hôm ban nãy thì mình hơi bị nhầm một chút đang mở trên trình duyệt đây chúng ta sẽ kéo sang nhá đấy chưa kéo sang này đấy và tương tự này chúng ta kéo sang kéo sang lại các bạn thấy chưa thì các bạn thấy chưa đây kéo sang này đấy, kéo sang đấy thì các bạn sẽ thấy là cái có cái khẩu lệnh nhìn xì ở đây hoặc là các bạn ấn vào đây này nó quá nhỏ nó quá nhỏ chúng ta không ấn được đấy. chúng ta sẽ ấn vào phần khẩu lệnh nhìn xì này Và các bạn sẽ nhập cho mình cái dòng ở phía dưới phần mô tả video chúng ta vào nút nhận là được. Nó sẽ có một cái phần captcha tra Đây khẩu lệnh nhìn xí hôm nay là khoa chắc phải nhập ở trên của kỳ Tre chắc lúc các bạn ấy video thì sẽ xem video thì còn khoảng vài trăm nữa thôi chúng ta nút nhận này Đấy. thì nó sẽ có một cái phần captcha thì các bạn chọn đúng cái thứ tự của hình ảnh là được được chưa Đấy, nó sẽ có một phần cắp tra đấy vì mình đã nhận rồi nên mình không thao tác lại nữa đó ở đây thì admin nhận được 0,52 new uh, ờ, cái con số lại không biết là nhiều hay ít anh em nhỉ có lẽ là hơi ít đấy đó, nhưng mà cũng là may mắn hơn rất nhiều người rồi nhiều nhiều thì nhận được 1,9 nói chung là cái hồng ban đi xì nó cũng nhỏ thôi anh em nhận về cho vui đó thì sau này FB sẽ còn tiếp tục hướng dẫn anh em tiếp thì hiện tại thì số lượng hồng ban đi xì còn rất là nhiều ở ờ, trong tổng cộng tổng số ở đây thì nó còn lên tới là 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 hơn uh, hơn uh, hơn 500 hồng bao nữa, khoảng 590 hồng bao nữa các bạn nhé Đấy, thì thoải mái cho em nhận, thì hồng bao này cũng cũng rất là nhỏ thôi. Thì nếu như mà có hồng bao mới thì admin sẽ liên tục cập nhật cho anh em. Đấy, rất đơn giản đúng không ạ? Ok, như vậy là Min đã hoàn thành xong nội dung video hướng dẫn các bạn cách nhận hồng bao lì xì đến từ GATS.MEO kèm theo một cái hồng bao uh, test luôn cho anh em. Bây giờ thì mình xin cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn video tiếp theo.